Tôi là Phêrô Nguyễn Văn Biên, giáo mục phụ tá giáo phận Vinh và chủ tịch của Ủy ban Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và hôm nay tôi hiện diện nơi đây để cùng với các bạn trẻ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới. Nói là ngày nhưng mà thực sự ra nó là kéo dài một tuần, và đây là một dịp hết sức đặc biệt liên quan đến trách nhiệm cũng như cơ hội của giới trẻ. Thì tôi thấy rằng chúng ta đang sống trong thế giới phẳng, và trong thế giới này thì mọi sự đều diễn ra và đa số mọi người đều được chung hưởng những cái lợi ích của thế giới phẳng. Trong đó thì giới trẻ có nhiều cơ hội để học hỏi, để ngày càng tiến triển hơn trong đời sống đức tin cũng như công ăn việc làm. Nhưng mà qua đó thế giới phẳng cũng là một cái thế giới mà đòi hỏi chúng ta cần phải cẩn trọng khi tham dự, bởi vì thế giới phẳng không chỉ đưa đến những cái điều tích cực mà còn có những cái điều tiêu cực nữa, đặc biệt trên lĩnh vực thông tin truyền thông. Nhiều khi chúng ta đón nhận thông tin truyền thông nhưng mà chúng ta lại đón nhận một cách bâng quơ, không được vững vàng cho lắm. Do đó mà trách nhiệm của giới trẻ đó là chúng ta đón nhận thông tin truyền thông và biết đồng hóa thông tin truyền thông một cách hữu ích. Đặc biệt là chúng ta hãy suy niệm về lời Chúa, hãy nhìn vào con đường của Chúa Giêsu đã đi, để rồi chúng ta làm sao những cái gì mà chúng ta thu lượm được thông tin truyền thông trong thế giới phẳng này thì chúng ta vẫn làm sao để lời Chúa được soi dẫn, để rồi chúng ta làm ích cho chính mình cũng như anh chị em đồng loại. Và nhiều cái cơ hội cho giới trẻ, đặc biệt là cơ hội để giới trẻ tham gia vào đời sống xã hội, tham gia gặp gỡ hiệp thông với tất cả mọi người, rồi là lắng nghe, rồi phân định nữa. Đặc biệt cũng trong bộ phận của giới trẻ trong cái thế giới hôm nay, đó là giới trẻ có trách nhiệm cần phải phân định ơn gọi của mình, nhất là ơn gọi độc thân dân hiến đang có xu hướng rất thuyên giảm. Do đó giới trẻ cần cố gắng làm sao đó để đọc được những dấu chỉ của thời đại, đọc được những dấu chỉ của Chúa và hành động theo những dấu chỉ của Chúa một cách trung tín nhất. Cảm ơn Đức Cha. Vậy thì thưa Đức Cha, thì hàng năm thì các giáo phận đều có đại hội giới trẻ, thì Đức Cha cảm thấy điều gì có thể học hỏi được từ đại hội Lisbon lần này để có thể áp dụng về Việt Nam ạ? Vâng, kỳ đại hội giới trẻ Lisbon lần này thì tôi thấy rằng mọi chuyện diễn ra rất là tốt đẹp, đặc biệt là về cái khâu tổ chức. Các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới hiện diện ở đây, cái khâu tổ chức của họ rất là tốt. Thứ hai, tôi nhận thấy cái việc giới trẻ tổ chức tại Lisbon ở đây rất là thuận tiện, và cũng là một cái nơi đặc biệt, đó là cách đây khoảng một tiếng lái xe thì có cái trung tâm hành hương Fatima, và ngày hôm qua tôi có tới đó và tôi ở một ngày với Đức Mẹ Fatima ở đó, và những cái thông điệp của Fatima vẫn rất thời sự cho giới trẻ hôm nay. Và cái điểm thứ ba đó là giới trẻ được tụ họp cùng với những người mà quả thật là như chúng ta thấy các giám mục, các linh mục, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng, một vị Giáo Hoàng 86 tuổi hiện diện cùng bạn trẻ, trong khi trên cơ thể của Ngài còn mang nhiều bệnh tật, đi lại rất là khó khăn, nhưng mà Ngài hiện diện với giới trẻ để Ngài cho các bạn trẻ thấy rằng Ngài vẫn là nhân danh Thánh Phêrô, nhân danh Thiên Chúa, để rồi ở với các bạn trẻ, hầu giúp các bạn trẻ được tiến vững hơn trong hành trình đức tin của mình. Và đặc biệt sự hiện diện của Ngài cũng đặt câu hỏi cho các bạn trẻ, đó là vấn đề trẻ không phải là cái vấn đề tuổi tác nhưng mà là vấn đề của tâm hồn. Hơn nữa thì cái chủ đề của giới trẻ đó là chủ đề được gợi hứng từ Luca chương 1 câu 39, đó là Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường. Thì đây là một cái đại hội giới trẻ mà cái chủ đề được chọn ở Lisbon đây rất là quan trọng, đó là các bạn trẻ cần phải trỗi dậy, cần phải lên đường, cần phải nhìn lên Chúa và nhìn tới anh chị em trong mọi hoàn cảnh sống của mình. Do đó mà cái đại hội giới trẻ ở Lisbon này đã mở ra rất là nhiều điều tốt đẹp cho các bạn trẻ cũng như cho tất cả mọi người, đặc biệt là cho các thành phần trong giáo hội thân thể mầu nhiệm Đức Giêsu Kitô. Và thưa Đức Cha, như là một cơ hội để có thể nhắn gửi các bạn trẻ, như là một lời hy vọng dành cho các bạn trẻ, thì Đức Cha có lời nhắn gửi cho các bạn trẻ Việt Nam không ạ? Vâng, các bạn trẻ thì luôn luôn có nhiều hy vọng, và các bạn trẻ có những cái hy vọng khác nhau, nhưng mà tôi nghĩ rằng
hy vọng cao cả nhất mà các bạn trẻ cần hướng tới, đó là hướng tới Đức Giêsu trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi Timôthê chương 1 câu 1, thánh nhân bảo rằng Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Do đó các bạn trẻ hãy đặt niềm hy vọng vào Đức Giêsu Kitô trước khi đặt hy vọng vào những thứ gì mà các bạn trẻ mong muốn trong cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, các bạn trẻ hãy nhìn vào những cái khía cạnh tích cực trong đời sống giáo hội, bởi vì giáo hội được Chúa Giêsu thiết lập, được Chúa Thánh Thần thánh hóa, nhưng mà giáo hội cũng bao gồm những con người tội lỗi. Do đó chúng ta hãy chú tâm vào mặt tích cực của giáo hội, đặc biệt các bạn trẻ được mời gọi noi gương Đức Maria luôn ở lại với Đức Giêsu, lắng nghe Đức Giêsu, tin tưởng vào Đức Giêsu, cộng tác với Đức Giêsu trong việc loan báo tin mừng cho tất cả mọi người. Chúng con xin cảm ơn Đức Cha và cầu chúc Đức Cha những ngày tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có một kinh nghiệm thiết thân với Chúa Giêsu và Đức Mẹ để tiếp tục đồng hành với chúng con, tiếp tục đồng hành với những người trẻ ở đây. Vâng, xin cảm ơn Thầy, cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn.